Hey gorgeous, welcome back to my channel. Today I'm gonna teach you how to brush your teeth. Just kidding, let me start again. Hey gorgeous, welcome back to my channel. Giống như các bạn thấy thì mặt mình bây giờ khá là mộc, trừ son môi bởi vì mình muốn nhìn tươi tắn hơn một chút. Bởi vì hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ ngồi pack đồ để về Việt Nam. Mặc dù là chuyến bay của mình là ngày mai nên là nó kind of like it's a must now, but let's get this going, shall we? Ok, bây giờ thì mình đã vứt hết đống đồ ra để gần xếp vào. Nhưng mà mình nghĩ có một ý tưởng, đó chính là tại sao mình không cho các bạn xem rằng là bình thường thì mình mang những cái gì ở trong túi mà kiểu thật sự cần khi mình đi du lịch ấy. Mỗi lần thì thực ra nó cũng khá là khác nhau. Thế nhưng mà lần này thì mình về nhà nên là mình ít phải mang ít thứ hơn. Những cái như kiểu dưỡng da, không, dưỡng da thì mình vẫn mang, kiểu sữa tắm, dầu gội, các thứ thì mình không phải mang nữa. Nhưng mà phần lớn các đồ thì mình cũng vẫn mang, nên là mình sẽ cho các bạn xem là những thứ mà mình cũng không thể sống thiếu khi mình đi du lịch hoặc là đi xa. Đầu tiên đó chính là tẩy trang. Mình cực kỳ ưng lại tẩy trang Garnier này, tại vì nó kiểu rất là dịu nhẹ cho da mình ấy, nên là yeah, I love it. Và mình mang cái size này thôi tại vì mình không cần cả một cái để to đùng dưỡng da vitamin E kiểu ở trên. Cái này thì vẫn được mang lên trên máy bay vì nó có 50ml thôi, nên là mình sẽ mang lên máy bay và kiểu dưỡng da ấy, tại vì trên máy bay thì nó rất là khô, đồng nghĩa với việc là kiểu mũi mình cũng khá là khô bởi vì mình cũng bị xoang nữa, nên là mình cũng sẽ mang xịt muối biển cho mũi đỡ khô không là ốm luôn. Sạc dự phòng đương nhiên rồi, và để vào hành lý sách tay nhá, không là họ sẽ bắt bỏ ra nếu mà cử hành thì cứ. Tiếp theo là nước hoa. Đây là nước hoa mà bố mình tặng mình đợt hè, và mình rất yêu thích nó. It's Jo Malone English Pear and Fuchsia. Cái loại này thì rất nhỏ mà kiểu travel size thôi, nhưng mà mình thật sự là mình kiểu cực kỳ cherish nó, không có dám dùng nhiều, kiểu đi chơi các thứ mới dám dùng, nhưng bây giờ mình vẫn còn từng này. Lens và nước ngâm lens. Dưỡng môi, em Lucas Papaw này đã là kiểu vị cứu tinh của mình 5, 6, 7 năm nay rồi, và thật sự là không thể đi đâu mà thiếu được ấy. Nhưng mà đôi khi thì thực ra nếu mà mình không thể để vào cái túi xách tay được ấy thì mình sẽ dùng cái Nivea, nhưng mà mình không thích bằng tại vì nó làm cho môi mình cứ bị bong bong chóc ra ấy. Mình không thể đi du lịch nếu như thiếu âm nhạc, nên mình sẽ mang chữ AirPods của mình đi. Say hello to Jimmy, he's very cute. Và đương nhiên là bạn sẽ phải mang quần áo, giày dép, make up, dưỡng da các kiểu rồi, nhưng mà một trong những thứ mà mình còn cảm thấy cực kỳ cần thiết hơn đó chính là mũ, và không chỉ là một mũ đối với mình, 6 cái mũ. Mình không thể sống thiếu mũ và đó là sự thật đáng buồn thay. Deodorant, bởi vì bạn sẽ luôn muốn giữ cơ thể sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho. Mình rất thích dùng loại này tại vì nó khá là khô ấy, tại mình không biết dùng cái loại ướt ướt, or spray. Ngoài ra thì để xách tay thì mình sẽ mang theo son. Như kiểu bây giờ ấy, mình chỉ muốn kiểu đánh một chút để cho gương mặt tươi lên, chứ chắc ngày mai mình cũng sẽ chỉ kẻ lông mày và đánh son thế thôi, vì đi máy bay khá là bí da ấy. Và đây là 3 chú son mà mình thường cầm theo nhất. Mình nhớ là chú son này mình luôn luôn cầm theo lúc đi làm. Bây giờ thì cũng gần hết rồi, nên là maybe về Việt Nam mình vẫn mua or quay lại đây, mình không biết nữa. Em này thì hơi giống là cái màu bây giờ trên môi mình ấy, nó hơi kiểu my lips but better. Và em này thì chỉ là đơn giản mình muốn đổi một tông cam. And yeah, that's it. Mình nghĩ là mình cũng sẽ thiếu một vài đồ mà mình chưa kể, nhưng mà từ bây giờ thì mình vẫn chưa nghĩ ra là có cái gì mình thiếu. Nhưng mà that's pretty much it. Mình nghĩ là như thế là đối với mình là khá là đầy đủ, tiện nghi rồi. And of course, the phone as well, bởi vì điện thoại rất bất ly thân.
Anyway, let's start packing. Hello mọi người, bây giờ là khoảng 7 giờ thì mình pack xong cũng được một lúc rồi. Nhưng mà kiểu mình kiểu siêu mệt đi, tại vì tối qua mình không ngủ được mấy. Thế là bây giờ bạn trai mình đang đi mua đồ ăn cho mình để ăn. Mình không muốn mua thêm đồ về nhà, kiểu đi grocery để, tại vì sợ là mình mua thừa hay cái gì thì lại bỏ đi mất ấy. Nên là mình ăn ngoài, bạn trai mình đi mua đồ ăn ngoài thôi. Ok, so người yêu mình đã đi mua và bây giờ mình có coconut rice, cơm dừa. Mình chưa bao giờ thử món này nhưng mà nó là green curry, curry xanh của Thái. Người yêu mình bảo ngon lắm nên là mình muốn thử một lần xem sao. Người yêu mình cũng mua kiểu siêu nhiều đồ nữa, là cho anh ý là bibimbap và cả Yangnam chicken. Anh ấy mua extra bởi vì nãy thì mình có bảo anh ấy là mình chắc cậu hơi chán gà rồi ấy, nhưng mà chắc anh ấy đoán được là mình sẽ steal some from him. So đây là cơm dừa super ngon. Mình sẽ lấy một miếng curry, green curry, và ăn với cơm. Siêu ngon luôn á. Gà nó kiểu siêu mềm. Trong lúc đó thì mình sẽ siêu một miếng gà của người yêu mình. Ở cái cửa hàng mà mình hay ăn thì họ có hai vị. Một vị là soy and garlic and spice, sweet and spicy or something. But nhưng mà mình thích cái soy and garlic hơn. Hay là soy and ginger gì đó. Yeah, soy and ginger. Bây giờ là 1:30 và mình chuẩn bị ra sân bay đây. Thì mình sẽ khóa vali và đi thôi. Xem báo, dự báo thời tiết ấy, kiểu đúng là cái tuần mình đi ở Pháp kiểu tuần nắng luôn ấy, kiểu thì mình đã lên máy bay và khoảng nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Sau đây là khoảng 4 tiếng thì mình sẽ có mặt ở Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Nên là tôi chưa là mình ngủ được.
Bây giờ tất cả mọi người đã về rồi, mình cũng không thấy hành lý của mình đâu. Và bây giờ đang phải nhờ nhân viên đi tìm.